Xin chào mừng tất cả anh chị em, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và chủ đề ngày hôm nay mà Linh muốn chia sẻ với tất cả chúng ta: nỗi lòng ngày Tết của những cô gái lấy chồng xa. Càng cận Tết thì những cái câu chuyện xoay quanh vấn đề về ăn Tết bên nội hay là bên ngoại thì càng được chị em chia sẻ ở trên khắp các diễn đàn. Kết quả phỏng vấn hơn 3.000 phụ nữ ở trên toàn quốc thì cho thấy một điều như thế này: từ khi lập gia đình thì cứ 100 phụ nữ thì có đến 86 người năm nào cũng đón Tết ở bên nhà nội. Trong đó thì có tới 97% mong muốn có một cái cơ hội để được về nhà ngoại mà đón Tết. Nhiều người tâm sự thì sau khi lấy chồng thì họ chưa từng được đón một cái Tết trọn vẹn với đấng sinh thành. Tết đến là ngày mà gia đình sum vầy cùng nhau quây quần bên mâm cơm thật là ấm cúng. Là ngày là trẻ con mừng rỡ khi được nhận lì xì, người già thì mãn nguyện vì thêm một tuổi thọ. Là ngày những người trẻ tuổi gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hỏi han về một năm mà đầy biến đổi. Và đó là còn là ngày của những người con gái lấy chồng xa, sau những cái lúc vui vẻ bên gia đình chồng, là cảnh ngậm ngùi hướng về quê mẹ. Tết đến thì đang rất gần. Giờ phút này, ai đi đâu, làm gì thì cũng nghĩ đến về quê hương, về gia đình và cha mẹ. Với nhiều người phụ nữ không lấy chồng xa xứ nhưng để được một lần được cùng cha mẹ đón giao thừa, đó là một cái ước muốn xa xôi, không biết thì bao giờ mới thực hiện được. Có những cái người con gái lúc mà lên xe hoa cũng là lúc từ biệt cái Tết với quê mẹ. Bởi cái truyền thống bao đời nay của nhiều người phụ nữ Việt Nam là xuất giá tòng phu. Chính vì cái quan niệm này thì nhiều gia đình có con gái cưới gả xong thì coi như là đã mất con. Con gái thì đi lấy chồng thì cũng chẳng còn cơ hội được nũng nịu cha mẹ vào cái dịp Tết, được cha mẹ chiều chuộng làm cho cái món ăn ngon, được mẹ sắm cho chiếc áo mà mình thích. Và con thì cũng không có cơ hội được tự tay sửa soạn những cái mâm cơm cho mẹ cũng giao thừa, được nhận những đồng tiền lì xì đầu tiên của năm mới từ tay của cha mẹ của mình. Khi con gái bước chân về nhà chồng có nghĩa là không thể sống được cho bản thân mình như trước được nữa. Lo toan Tết bên chồng ít nhất là phải giữ ngày mùng 1 hoặc sang ngày mùng 2 Tết. Nhiều người mới dám nghĩ đến cha mẹ đẻ. Người lấy chồng xa thì vài năm mới dám nghĩ việc sẽ về quê đón Tết với cha mẹ đẻ. Hỏi một người phụ nữ Việt Nam thì có tới 9 người từ khi lấy chồng không được về quê đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Hiếm hoi lắm thì mới có một chị dám làm theo ý muốn của mình, bằng cách năm nay thì đón Tết nhà nội, sang năm thì đón Tết nhà ngoại. Còn đa phần thì người phụ nữ nào thì cũng rằng sẽ một nỗi niềm: về ngoại thì vắng nội, về nội thì vắng ngoại. Đến khi có con gái lấy chồng thì những cái người phụ nữ ấy lại chịu tiếp cái cảnh phải xa con. Cô dâu Việt Nam về nhà chồng thì thường khóc, thậm chí thì có những cái cô dâu khóc nức nở khiến những người xung quanh cũng không thể cầm lòng được. Các bà, các mẹ là những người thấu hiểu nhất tâm trạng của con mình lúc này và hình dung được những gì đang chờ đợi con dâu ở phía trước. Dù xã hội có phát triển, tư duy đã tân tiến, nhưng rất nhiều người, những người Việt thì vẫn là người Việt. Những gì thuộc về nguồn cội, về truyền thống gia đình thì khó lòng mà rũ bỏ. Phụ nữ bao giờ thì cũng phải hy sinh, nhẫn nhịn và chịu thiệt thòi hơn cả. Nhiều chị em đêm giao thừa thương cha, nghĩa mẹ, nhưng chỉ biết giấu nước mắt vào trong. Bao giấc mơ con quay về nơi bình yên ấm.
thật hạnh phúc cho những người phụ nữ nào mà có được chồng và gia đình chồng thông cảm, chia sẻ, tạo điều kiện để thỉnh thoảng được về đón giao thừa cùng cha mẹ đẻ. Nếu không thì ước mong muôn đời chỉ là ước mong mà thôi. Ở những cái gia đình có tư tưởng cổ hủ, nàng dâu sẽ không được về nhà ngoại mà ăn Tết. Nhưng ở những cái gia đình hiểu biết, tư tưởng hiện đại thì ngày Tết là dịp để bố mẹ chồng quan tâm đến con dâu và gia đình thông gia. Họ sẽ tạo điều kiện cho con dâu để được mà về nhà bố mẹ đẻ một cách rất là thoải mái, vui vẻ nhất. Cùng với đó thì họ đích thân chuẩn bị quà biếu thông gia thật là chu đáo để ngày Tết trở về ấm áp và hạnh phúc hơn. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip của Linh. Và hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào nút subscribe. Và hãy nhớ bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và hãy nhớ bấm vào nút chuông ở bên góc phải bên dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta.